Từ đầu năm đến nay, giá khóm ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ổn định, ở mức cao, giúp nông dân có thu nhập khá. Hiện nay, khóm Tân Phước được thương lái thu mua với giá từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký tùy loại. Với mức giá này, nông dân có lợi nhuận hơn 70 triệu đồng một hecta. Ở Tân Phước, khóm là cây trồng chủ lực. Hiện toàn huyện có gần 15.400 hecta, trong đó có hơn 11.500 hecta đang cho thu hoạch, với năng suất bình quân đạt từ 18 đến 20 tấn một hecta. Với sản lượng mỗi năm từ 220.000 đến 300.000 tấn trái, chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, xuất khẩu cũng như cung ứng thị trường trong nước.